Em ngang bướng lắm nên em còn một người mà có thể là có khả năng là kiềm chế em lại. Anh thì không thể cầm cương được, chứ mà anh quất cho ngựa chạy nhanh hơn thôi. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào. Dạ. Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. À, chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Duy Hiền. Năm nay được 28 ạ. 28 tuổi. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh. À, quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Định, quê Đất Võ. Đất Võ. Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên Mỹ Xuyên, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em làm nhân viên tư vấn tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bình Định là nơi em được sinh ra. Rồi, cùng quê luôn ha, là tốt quá rồi. Bình Định này em ở đâu em gái? Em ở huyện Phù Cát ạ. Phù Cát? Dạ. Bạn Hiền ở đâu? Em gì giỏi giỏi luôn. Phù Cát luôn. Phù Cát. Thôi tiền bạc con mở lên để gặp người quen luôn. Em ơi, hay lối xóm. Phù Cát em ở xã nào? Em ở Đài Di, xã Cát Khánh ạ. Em ở xã nào? Cát Khánh. Đi về anh ơi. Trời ơi, thôi chết rồi, thường khá luôn ơi. Khoan, giờ hai bạn hỏi có bà con không? Tôi dừng lại tại nơi đây luôn chứ. Em ở Đài Di, ở đoạn nào em? Ở thôn An Quang Đông á, với biển á. À, An Quang Đông vậy là không bà con đâu anh. Sao vậy? Đó, em ở thôn khác. Thôn khác thì cũng... Bởi vì em nhóm được họ hàng ở khu vực nào là bà con mà không. À, vậy thôn nó không có đúng không? Dạ. An toàn không? An toàn. An toàn là... Nhiều khi không bà con mà bạn lối xóm mà nhỏ có tắm mưa chung á. Đó giờ có được mấy mối tình rồi? Dạ, 2. Nhưng lý do sao chia tay? 2 mối tình thì cũng chung một lý do. Không cùng chí hướng làm việc. Không cùng chí hướng? Dạ. Vậy sao lúc đầu người quen ta hỏi chí hướng luôn, thì quen tới 2 năm mới hỏi? Lúc đó thì mình mới thà thính tìm hiểu thôi. Dạ. Sau đó thà thính nữa. Rồi còn tình sử của mình thì sao? Em trải qua 4 mối tình rồi. Hả? Gấp đôi bên kia luôn hả? Nhưng mà nói về sâu sắc thì chắc 2. Nói chung mà những cái chuyện tình yêu của em nó cũng buồn lắm chị. Thôi đừng nói chuyện buồn ha, chuyện cô buồn bỏ qua đi. Thôi nói chuyện vui đi em. Giờ thôi giờ là bỏ qua hết. Em muốn có bạn trai thế nào em nói. Đúng em rồi. Coi đi giống bên đây không? Tại vì cái tính em rất là cứng đầu, em ngang bướng lắm nên em còn một người mà có thể là có khả năng là kiềm chế em lại, giống như con ngựa mà đứt dây cương á chị. Giờ phải cần người biết cầm cương. Đúng rồi. Thì người cứng đầu hơn ha. Dạ đúng rồi. Thì tính em cũng khó lắm. Nếu mà người nào mà làm phật ý em á thì em hờn ra mặt luôn. Anh thì không thể cầm cương được, chứ mà anh quất cho ngựa chạy nhanh hơn thôi. Vậy? Quất cái gì? Quất roi. Đắt đầu vào ngựa. Trời đất ơi. Cái mẫu người em muốn tìm á là người như thế nào? Quan niệm của em thì không đẹp, nhìn nước da trắng xíu thôi, đừng có đen. Đơn giản vậy thôi phải không? Dạ. Chắc chưa? Chắc chị. Rồi tới phiên bạn nữ, cái tiêu chuẩn mình tìm bạn trai sao em? Em thì em tìm bạn trai cao khoảng 1m7 trở lên. Em muốn cái người yêu của em phải lớn hơn em ít nhất là 5 tuổi. Tại vì tính em thật sự là trước giờ ba mẹ em cưng chiều lắm nên em hơi con nít lắm. Vì thế phải có cái người đó, người ta đủ bản lĩnh để trị em, dạy em. Anh này chắc anh trị không nổi rồi đó. Anh nói anh quất ngựa gì đó chứ còn anh... Em yên tâm đi, anh tự lập từ nhỏ tới giờ nên là đường đời kinh nghiệm anh cũng nhiều lắm rồi. Quá dữ không? Kinh nghiệm nhiều. Rồi. Em thích mập hay ốm em? Em không thích ốm, em thích mập cơ. Không mập lắm, vừa người thôi. Bên đó làm sao? Mập hay ốm? Nhiêu kilo? Nói nghe coi. Dạ, em chiều cao thì 1m75 chị. Được. Dạ. Em thích tóc dài ha, ít tóc. Gọn gàng là được ạ. Gọn quá được không? Thôi vậy là cái kiểu này tôi nghi không có tóc rồi. Trời ơi, tôi kinh nghiệm mấy năm trời là mai mối là tôi nghi. Thí dụ không có tóc được không em? Không chị, em không chọn đó. Không chọn hả? Dạ đúng rồi. Sao chị? Vậy em thường hay thích là cắt tém hai bên xong chính giữa làm keo lên đó chị. Không, bây giờ tém hai bên mà chính giữa tém luôn. Không chị, em không chọn. Không, bây giờ hai bên xả mà chỉ có chính giữa tém thôi. Không được chị. Mình thể hiện. Dạ, em chào chị Cát Tường. Thấy chưa? Ấn tượng chưa? Quá modern luôn. Bạn gái mình chưa, không thích hói hả? Không thích hói. Đây đâu có hói. Em đỡ chữ M mà đâu hói. Kiểu chữ M mà. Phụ nữ bên này người ta không thích đàn ông là hói, không thích đàn ông là ốm. Vậy em có không thích phụ nữ cái gì không? Em thích phụ nữ mà đợi tóc ngắn nhuộm lè lẹt. Thí dụ giờ kéo màn lên mà được ưng bụng thì chừng nào là tiến tới hôn nhân được? Em thì em xác định quen khoảng 6 tháng đến 1 năm. Nhanh vậy đó hả? Dạ, nếu như mà điều kiện hay là gì đó thì khi mà quen rồi á mình thống nhất, mình trao đổi với nhau. mình cũng cho bạn nữ cơ hội chọn lựa thời điểm thích hợp, chứ mình không có gò bó theo cái thời gian của mình. Linh ví dụ như 6 tháng tới năm là chỗ này mình cải thiện được không? Không sao, từ từ bình tĩnh. Bây giờ anh sẽ qua anh kiểm tra đàn gái. Trời, bạn đàn gái có gì đâu kiểm tra. Em ở Phù Cát em học trường nào? Cấp 3 em học trường Trung học phổ thông Phù Cát 2. Phù Cát 2. Mình qua hỏi đàn gái coi. Ô, chào em. Em ở Phù Cát em học trường nào? Phù Cát 2 hả? Đó. Phù Cát 2 bên đây cũng Phù Cát 2 luôn. Dạ. Nguy hiểm quá ông ơi. Khỏi kỹ lên. Cái này căng rồi nha. Cái trường đó học tới 5-6 xã học chung hả anh? Em học khóa nào? Khóa 208 ạ. 208. Em trai Hiền em học khóa nào? Em khóa 206. Vậy lớn hơn. Vậy lớn hơn 2 năm đúng không? Em có thích kinh doanh không? Dạ có, tại vì qua năm em cũng có dự tính kinh doanh đó. Kinh doanh về gì? Hải sản. Hải sản? Dạ. Rồi, vậy tốt đó. Bên kia có ý chí cầu tiến là kinh doanh hải sản. Bạn thấy được không? Nếu mà bạn có cái ý tưởng tốt thì mình ủng hộ. Ủng hộ không? Dạ. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi người thân cái đi. Bạn gái đi chung với ai bạn gái? Dạ em đi với em họ của em với lại bạn thân với lại 3 đồng nghiệp mà. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chào em. Em là bạn thân của Xuyên. Bạn là một người rất là vui vẻ, hoạt bát. Bên cạnh đó thì cũng có một cái nhược điểm là hơi nóng tính. Vậy em thấy anh này có phù hợp với những cái tiêu chí mà nãy giờ em nói về bạn của em không? Dạ thì đầu tiên là về công việc và về cái định hướng trong tương lai á, thì em thấy rất là phù hợp. Nếu được thì hãy cho nhau một cơ hội. Cái bạn gái em là còn gút mắt cái chỗ này nè. Theo ý của em nói một câu cho bạn em thả lỏng ra cho nó. Dạ em thấy thì anh này cũng không có đến nỗi nào mà hối quá đâu. Nói chung đó, cái vấn đề chính của cổ là nhiêu đó. Nói chung cũng đủ chứ không có. Cũng đủ thôi. Cảm ơn em. Vậy nhà trai mình hôm nay đi với ai? Dạ em đi với một người em họ và 2 người sếp của em. Dạ. Rồi sếp bảo vệ tụi em mờ. Mình lên là chị Cát Tường. Chào anh. UNM này nói chung là nhìn nó gì chứ nhiều phụ nữ người ta cũng có cái thích chứ không phải là một số là không thích. Cái bản tính của Hiền thì có rất là nóng tính, mà trong công việc thì rất là đam mê, đã làm là phải làm tới nơi. Còn giờ cái bạn nữ này thì tính nói chung bạn này cũng rất cá tính, cũng rất nóng, mà cái quan điểm của hai người nóng tính á thì đến với nhau và rất là khó. Nhưng mà có một điều á là Hiền á thì cái bản lĩnh nó có nên có thể là kiểm soát được bạn này đó. Nói chung là hai bạn có nhiều ưu điểm cũng khá là giống nhau nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn cái màn lên đi cho hai bạn cảm nhận về nhau chứ. Bên đây đeo mắt kiến rồi đó nha, soi kỹ lắm á. Kéo màn phủ xuống bớt. Có đâu mà phủ. Chưa có quay kéo màn lên là lão lơ quay qua nhìn rồi hả? Bắt đầu đó. Đó. Chào em. Anh lần đầu gặp. Tặng em làm kỷ niệm. Đứng tại đó luôn. Để người ta nhìn cho kỹ. Hai người nhìn 30 giây coi. Nhìn thẳng vô mắt anh ấy. Kiểm tra coi chữ M coi sao. Nói chung thì đến với đây thì anh cũng nghĩ thay vì đi tìm hiểu một người bạn gái ở ngoài thì nó rất tốn nhiều thời gian. Đến đây thì tâm lý xác định chung rồi, lại hướng tới người yêu và lập gia đình, chứ còn không có lan man nữa. Đó là cái hướng của anh, đợi rút ngắn hết 70 thời gian đi thả thính và bán chim. Rồi. Về chỗ. Rồi ngồi xuống đi. Nói tiếp. Giờ mình nói cảm nhận của mình lần đầu tiên gặp nhau đi nha. Em thấy anh cũng được. Được là được sao? Ví dụ có ý kiến gì không? Về ngoại hình thì em thấy được. Nhưng mà cái độ tuổi thì em lại thích người lớn hơn em. Lớn hơn em nhiều hơn xíu. Còn anh thì anh lớn hơn em có 1 tuổi à. Với lại theo sự nhận xét của sếp ảnh thì anh nói là ảnh là nóng tính, mà em cũng nóng tính rồi, thì hai cái nóng tính mà gộp lại với nhau thì em nghĩ là không có hợp. Bảo vậy? Cho anh hỏi này, em nóng tính có tổ chức hay là không theo tổ chức nào? Là em không hiểu ạ. Nếu mà em nóng tính theo cái đúng á thì anh sẵn sàng ủng hộ bảo vệ quan điểm cho em nóng tính. Đó là có tổ chức. Còn mà em nóng tính lung tung, cái chuyện không rõ lý do em nóng tính, cái việc đó là không nên. Ví dụ như anh vậy, anh rất nóng tính trong công việc vậy. Tuy sai hay vấn đề gì đó sai, anh cần bảo vệ những người ở dưới để mà công ty không chèn ép họ. Thì anh nóng tính, anh có thể nói thẳng. Những người nóng tính là cái tâm họ tốt, họ nói ra. Làm thơ đi em. Thơ à? Ừ. Em gửi tặng đến chương trình cũng như bạn gái và mọi người bài thơ. Thơ gọi là siêu tâm và cũng độ độ chế chứ. Hãy xích lại đi em, đừng để chừa khoảng cách. Cho mắt soi vào mắt, cho môi hành lên môi. Đời bèo dạt mây trôi, tình chiều mưa sớm nắng. Bách cầu vàng ảo ảnh, chúng mình sẽ đẹp đôi. Hết. Rồi, bạn nữ có nói gì với bạn nam nữa không? Cảm xúc của mình, đó, ta bài thơ tỏ tình đó em. Nói chung là khi mà em quyết định đến chương trình này á, thì tất cả mọi người đều biết ý xác định của em, cũng muốn lập gia đình rồi. Nhưng mà gặp người thì không như cái em mong muốn của thì em. Nếu như em không bấm á, thì cũng có thể làm bạn được. Không dạ. Sao hết, mình làm theo thỏa thích của mình trước đi, đừng có ngại vấn đề người ta. Thôi được rồi, tới đó thôi, mình phải lưng chừng vậy thôi nó mới hấp dẫn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thế này, bấm nút là trao nhau một cái duyên, và bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau, có thể tiến xa hơn. Đây là giây phút rất là quan trọng, rất là thiêng liêng, rất nhiều người đang theo dõi hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Trời, mời bạn. Cứ như thế, mình nghĩ sao mình làm thế. Dạ, đúng. Mặc dù có thể chúng ta thất bại, nhưng chúng ta sẽ đứng dậy và đi tiếp với cái bản lĩnh của mình. Rất là thích bạn nam. Rất là thích bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Có thể là bạn đã biết trước cái lời từ chối khéo của bạn nữ, nhưng mình đàn ông mà. Đúng rồi. Mình thích mình bấm. Biết đâu bây giờ cô ấy chưa có cảm nhận được bạn, chút xuống dưới là cô bấm lại bạn liền đó.